Thảo Vy xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Dù tốn kém và chứa đầy rủi ro, chương trình Apollo là một thành công khổng lồ của NASA khi đưa tổng cộng 12 phi hành gia lên bề mặt mặt trăng. Dù nhiều người từng bay vào không gian, rất ít người từng đặt chân lên mặt trăng. Vệ tinh tự nhiên của trái đất nằm ở khoảng cách 370 km, tương đối ngắn về mặt vũ trụ. Hai người đầu tiên đi lên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 trong nhiệm vụ Apollo 11. Tiếp bước họ, 10 phi hành gia khác đã di chuyển trên bề mặt mặt trăng trong những nhiệm vụ khác nhau thuộc chương trình Apollo. Chỉ 4 tháng sau Apollo 11, nhiệm vụ tiếp theo hạ cánh trên mặt trăng ở vùng Oceanus Procellarum. Charles Peter Conrad và Alan Bean tiếp đất trên bề mặt mặt trăng vào ngày 19 tháng 11 năm 1969. Nhiệm vụ hạ cánh trong phạm vi di chuyển của tàu vũ trụ tự động Surveyor 3, Conrad và Bean đã đưa các bộ phận của Surveyor 3 trở lại trái đất. Apollo 12 cũng là nhiệm vụ đầu tiên sử dụng võng trên thiên thể khác bởi hai phi hành gia muốn ngủ thoải mái hơn. Nhiệm vụ Apollo 13 gặp trục trặc nghiêm trọng trên đường đến mặt trăng và buộc phải hoãn hạ cánh. Lần thứ ba con người đặt chân lên vệ tinh tự nhiên của trái đất rơi vào ngày 5 tháng 2 năm 1971. Alan Shepard, người Mỹ đầu tiên bay vào không gian, và Edgar Mitchell trở thành người thứ 5 và thứ 6 đi trên mặt trăng. Tàu Apollo 14 cũng gặp một số trục trặc nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Sự kiện nổi tiếng nhất trong nhiệm vụ là Shepard đánh hai quả bóng golf. Ông Shepard, 47 tuổi, cũng là người lớn tuổi nhất đặt chân lên mặt trăng. David Scott và James Aldrin hạ cánh xuống mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1971. NASA muốn cắt giảm ngân sách, vì vậy có nhiều thay đổi với nhiệm vụ để tận dụng tối đa tài nguyên, bao gồm lần đầu sử dụng phương tiện tự hành mặt trăng, cỗ xe đầu tiên mà con người lái ngoài trái đất. Scott thực hiện thí nghiệm Galileo nổi tiếng chứng minh các vật thể rơi xuống mặt đất với cùng gia tốc bất kể khối lượng. Ông làm vậy bằng cách thả rơi một chiếc lông và một chiếc búa. Nhiệm vụ cũng ghi hình Alfred Worden, người không hạ cánh trên mặt trăng nhưng thực hiện hoạt động ngoài phương tiện EVA nhằm thu thập băng ghi hình từ hai camera lập bản đồ mặt trăng bên ngoài mô-đun khi mô-đun ở cách trái đất 321.869 km. Nhiệm vụ này giữ kỷ lục về số lượng người lớn nhất tiếp xúc với chân không vũ trụ cùng lúc cho tới khi chuyến đi bộ không gian tư nhân của nhiệm vụ Polaris Dawn diễn ra trước đó một tháng. John Young và Charles Duck hạ cánh trên mặt trăng vào ngày 21 tháng 4 năm 1972. Cặp đôi trải qua gần 3 ngày trên mặt trăng, thu thập vật chất bao gồm Big Mooly, viên đá lớn nhất từng mang về từ thiên thể này bởi tàu Apollo. Eugene Kennan và Harrison Smith là những phi hành gia cuối cùng từng bước đi trên mặt trăng tính đến nay. Họ hạ cánh vào ngày 11 tháng 12 năm 1972. Apollo 17 là nhiệm vụ hạ cánh trên mặt trăng có người lái dài nhất. Trong đó, phi hành gia đi xa khỏi tàu vũ trụ nhất, trải qua thời gian lâu nhất trên mặt trăng cả trong và ngoài tàu vũ trụ, mang mẫu đá mặt trăng lớn nhất về trái đất. Nhà khoa học Smith cũng là người đầu tiên dị ứng với bụi mặt trăng. Một chương mới trong lịch sử tổ chức Hezbollah vừa được mở ra khi Naim Qassem, người từng là phó tổng thư ký trong hơn 3 thập niên, chính thức được bầu làm tổng thư ký mới, thay thế Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut hồi tháng 9. Thông báo này được đưa ra giữa lúc còi báo động hỏa tiễn vang lên khắp miền Bắc Israel, báo hiệu một giai đoạn căng thẳng mới trong khu vực. Qassem không phải là một cái tên xa lạ trong giới lãnh đạo Hezbollah. Với hơn 3 thập niên giữ vị trí phó tổng thư ký, ông được xem là nhân vật kỳ cựu và là tiếng nói quan trọng của tổ chức này. Tuy nhiên, con đường lên nắm quyền của ông không hề dễ dàng. Theo trang tin Arab News của UAE, ngay từ đầu tháng 10, Qassem đã phải di tản khẩn cấp đến Tehran vì lo ngại trở thành mục tiêu ám sát của Israel. Cuộc hành trình tới Tehran của vị tân thủ lĩnh diễn ra một cách bí mật. Nguồn tin từ Iran cho biết ông rời Beirut trên một chuyến bay của Iran cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, bay đến Damascus trước khi tiếp tục hành trình đến thủ đô Iran. Động thái này cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Tehran và Hezbollah, đồng thời phản ánh những lo ngại về an ninh của giới lãnh đạo tổ chức này. Hành trình chính trị của Qassem bắt đầu từ phong trào Shia Aman ở Liban,
Sau cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, ông rời tổ chức này và tham gia vào quá trình thành lập Hezbollah dưới sự bảo trợ của vệ binh cách mạng Iran vào năm 1982. Từ đó, ông trở thành một trong những người phát ngôn có ảnh hưởng nhất của tổ chức, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Việc bổ nhiệm Qassem diễn ra trong bối cảnh đặc biệt căng thẳng. Mới đây, Israel đã tiêu diệt Hashem Shafieddine, người được cho là ứng viên kế nhiệm tiềm năng của Nasrallah. Trước đó, vào ngày 27 tháng 9, một cuộc không kích vào trụ sở ngầm của Hezbollah ở trung tâm Beirut đã khiến Nasrallah thiệt mạng, đánh dấu một tổn thất nặng nề cho tổ chức này. Trong các phát biểu gần đây, vị tân thủ lĩnh đã thể hiện quan điểm cứng rắn về xung đột với Israel. Trên kênh Al Jazeera, ông tuyên bố Hezbollah không muốn mở rộng chiến tranh, nhưng sẵn sàng chiến đấu nếu bị ép buộc. Trong một bài phát biểu truyền hình đầu tháng này, Qassem nhấn mạnh tổ chức vẫn kiên định và sẽ giành chiến thắng, đồng thời khẳng định năng lực chiến đấu của Hezbollah vẫn nguyên vẹn. Sự lên nắm quyền của Qassem không chỉ đánh dấu một chương mới trong lịch sử Hezbollah, mà còn báo hiệu những thay đổi có thể xảy ra trong cục diện khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas và căng thẳng ngày càng gia tăng tại biên giới Israel-Liban. Với vai trò mới này, ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì sự ổn định của tổ chức và đối phó với các mối đe dọa từ Israel. Trong một động thái quan trọng, theo thông tin từ tạp chí uy tín Bloomberg, ngày 29 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ chỉ đạo cuộc tập trận hạt nhân chiến lược chỉ một tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Động thái này được xem như một màn phô diễn dùi cui hạt nhân có chủ đích nhắm vào thời điểm nhạy cảm của chính trường Mỹ. Theo các nguồn tin chính thức, Tổng thống Putin đã điều hành cuộc tập trận từ Điện Kremlin thông qua video. Trong bài phát biểu của mình, ông đặc biệt nhấn mạnh về những khả năng mới của lực lượng hạt nhân Nga trong việc vượt qua hệ thống phòng không của đối phương và tuyên bố về sự sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định không có ý định tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đáng chú ý, trong tháng trước, Tổng thống Putin đã công bố kế hoạch sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga. Những thay đổi mới bao gồm các điều kiện cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trước, trong đó có tình huống bị xâm lược từ một quốc gia phi hạt nhân được các cường quốc hạt nhân hậu thuẫn. Lời đe dọa này được đưa ra trong bối cảnh có những thảo luận về việc Mỹ có thể cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận hôm nay bao gồm việc phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa từ Kamchatka cùng với các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo từ biển Barents và biển Okhotsk. Không quân chiến đấu cũng được huy động để phóng hỏa tiễn hành trình. Về cơ bản, Nga đã thực hành một cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov khẳng định đây chỉ là diễn tập phản công. Nhà báo Bob Woodward trong cuốn sách gây tiếng vang Chiến tranh đã tiết lộ ba điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân do Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đề ra với Mỹ, đe dọa sự ổn định của chế độ Putin. Nga bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, không nhất thiết phải là hạt nhân, và thất bại thảm hại trên chiến trường. Nếu thông tin này chính xác, nó có thể giải thích sự do dự của phương Tây trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine do lo ngại một thất bại toàn diện của quân đội Nga có thể dẫn đến đòn tấn công hạt nhân. Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Putin gọi vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng, nhấn mạnh rằng nó chỉ được sử dụng vì an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Tổng thống Putin thường xuyên sử dụng đe dọa hạt nhân trong cuộc chiến chống Ukraine, và việc tổ chức tập trận hạt nhân vào thời điểm này có thể được xem như một thông điệp răn đe gửi tới phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, trước thềm cuộc bầu cử quan trọng. Thưa quý vị, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử đã xảy ra tại Cộng hòa Chechnya khi lãnh thổ này lần đầu tiên bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Thông tin được chính Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov xác nhận qua các kênh truyền thông chính thức, với mục tiêu tấn công là Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga mang tên Putin tại thành phố Grozny. Theo báo cáo ban đầu từ Kadyrov, may mắn là vụ tấn công không gây thương vong do thời điểm xảy ra sự việc. Trong tòa nhà không có người. Hình ảnh được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy mái của tòa nhà bị cháy đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong các thông báo của mình, Kadyrov không đề cập đến việc đám cháy đã được kiểm soát hay chưa, để lại nhiều câu hỏi về mức độ thiệt hại thực sự của cơ sở này. Phản ứng trước sự việc này, Tổng thống Kadyrov đã có những động thái cực kỳ cứng rắn. Ông đã ra lệnh cho các lực lượng Chechnya không được phép bắt giữ tù binh Ukraine trên chiến trường và thề sẽ trả đũa thích đáng cho vụ tấn công.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là phía Ukraine đã chính thức phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc này. Theo các nguồn tin tình báo Ukraine được trích dẫn bởi các tờ báo uy tín như NV và Kyiv Post, vụ tấn công này nhiều khả năng liên quan đến những xung đột nội bộ phức tạp giữa các phe phái tại Nga. Cụ thể, các nguồn tin này cho rằng sự việc có mối liên hệ trực tiếp với tranh chấp xoay quanh sàn thương mại điện tử Wireparis của Nga, trong đó có sự tham gia của các nhân vật có ảnh hưởng từ Destin, đặc biệt là tỷ phú Kerimov. Thông tin từ kênh truyền hình Ukraine 24 và các nguồn tin tình báo còn tiết lộ rằng Ukraine tấn công có thể được phóng từ lãnh thổ của một trong hai vùng láng giềng Dagestan hoặc Ingushetia. Chi tiết này càng củng cố giả thuyết về một cuộc xung đột nội bộ sâu sắc giữa các nhóm lợi ích trong khu vực Caucasus. Đáng chú ý, trước đó đã xảy ra những vụ đụng độ nghiêm trọng liên quan đến lực lượng Kadyrov tại Moscow, bao gồm vụ xả súng gần Điện Kremlin và việc chiếm giữ văn phòng của Wireparis dẫn đến thương vong. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên lãnh thổ Chechnya bị tấn công bằng UAV, mà còn phơi bày những mâu thuẫn tiềm ẩn trong quan hệ giữa các khu vực tự trị thuộc Liên bang Nga. Nó cũng cho thấy tình hình an ninh nội bộ của Nga đang ngày càng phức tạp, với những xung đột quyền lực và lợi ích giữa các nhóm địa phương có thể leo thang thành những đối đầu công khai và bạo lực. Một diễn biến căng thẳng mới vừa nổ ra khi cơ quan thi hành án Phần Lan vừa tuyên bố phong tỏa hơn 40 bất động sản thuộc sở hữu nhà nước Nga với tổng trị giá trên 37,9 triệu Mỹ Kim. Động thái này được thực hiện theo yêu cầu của tập đoàn năng lượng Naftogaz Ukraine, đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa Kyiv và Moscow. Theo hãng tin Wiley của Phần Lan, trong số các tài sản bị phong tỏa có Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Helsinki, khu nghỉ dưỡng bãi biển dành cho các nhà ngoại giao Nga tại Primorye, cùng nhiều căn hộ dành cho nhân viên và các cơ quan Nga tại nhiều thành phố khác nhau của Phần Lan. Quyết định phong tỏa này đồng nghĩa với việc các bất động sản này không thể được bán hoặc chuyển nhượng. Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow sẽ sử dụng mọi cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình và sẽ kháng cáo quyết định này của chính quyền Phần Lan. Đại sứ quán Nga tại Phần Lan cũng cho biết họ chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía chính quyền sở tại về việc phong tỏa tài sản và đang yêu cầu thông tin chi tiết từ cơ quan thi hành án và Bộ Ngoại giao Phần Lan. Vụ việc này bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế tại The Hague buộc Nga phải bồi thường 5 tỷ đô la cho Naftogaz vì những tài sản bị mất tại Crimea sau khi bán đảo này bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Vào tháng 8, Tòa án Helsinki đã ra quyết định phong tỏa các tài sản của Nga dựa trên phán quyết này. Theo phía Naftogaz, nếu Nga từ chối thực hiện phán quyết của tòa án, công ty có quyền khởi động quá trình tịch thu cưỡng chế tài sản của Nga tại các quốc gia khác. Đáng chú ý, Moscow đã từng từ chối thực hiện phán quyết tương tự của Tòa trọng tài quốc tế The Hague năm 2018, yêu cầu bồi thường 159 triệu đô la cho 17 công ty Ukraine mất tài sản tại Crimea. Trong khi đó, Peskov tuyên bố Nga không coi mình là một bên trong vụ kiện vì không tham gia quá trình tố tụng. Việc Phần Lan phong tỏa tài sản Nga không chỉ làm trầm trọng thêm quan hệ song phương vốn đã căng thẳng giữa hai nước, mà còn có thể tạo tiền lệ cho các quốc gia khác thực hiện các biện pháp tương tự. Điều này cho thấy cuộc chiến Nga-Ukraine đang lan rộng sang mặt trận pháp lý quốc tế, với những hệ lụy ngày càng phức tạp đối với tài sản của Moscow ở nước ngoài. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Nga và phương Tây, một vụ án gián điệp nghiêm trọng vừa được phơi bày tại Moscow. Tòa án thành phố Moscow đã tuyên án 13,5 năm tù giam đối với một chuyên gia công nghệ thông tin vì tội phản quốc, khi người này âm mưu chuyển giao các bí mật quốc gia cho Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. Theo thông tin chính thức từ Cục An ninh Liên bang Nga FSB, bị cáo Firuz Dadoboev, sinh năm 1977, là một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc tại công ty tư nhân ở thủ đô Moscow. Điều đáng chú ý là Dadoboev mang song tịch, điều này càng khiến vụ án thêm phần nhạy cảm. Phiên tòa kết luận Dadoboev phạm tội phản quốc khi cố gắng chuyển giao thông tin mật cho CIA. Ngoài bản án 13 năm 6 tháng tù giam tại trại giam nghiêm ngặt, bị cáo còn phải nộp phạt khoảng 3.300 đô la Mỹ. FSB tiết lộ rằng Dadoboev đã chủ động thiết lập liên lạc với CIA sau khi thu thập được những thông tin tối mật về nhà nước Nga bằng con đường phi pháp. Tuy nhiên, âm mưu của ông đã bị phát hiện và chặn đứng. Cơ quan an ninh đã bắt giữ Dadoboev vào tháng 10 năm 2022 khi y đang tìm cách chuyển giao các tài liệu mật cho phía Mỹ. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối cải.
cơ quan điều tra FSB khu vực Moscow và tỉnh Moscow đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự Nga về tội phản quốc. Hiện án chưa có hiệu lực thi hành. Đáng chú ý, theo trang tin độc lập, những câu chuyện quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2024, số vụ án phản quốc tại Nga đã tăng vọt với 52 người bị kết án, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số kỷ lục trong 9 năm qua, vượt xa con số 39 vụ của cả năm 2023. Không chỉ vậy, số vụ án gián điệp cũng tăng mạnh chưa từng thấy. Trong nửa đầu năm 2024, đã có 18 người bị kết tội gián điệp, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, 2 người đã bị kết án vì tội hợp tác mật với nước ngoài bằng với tổng số vụ của cả năm 2023. Vụ án này một lần nữa phản ánh tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và phương Tây, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo và an ninh mạng. Đồng thời, nó cũng cho thấy nỗ lực của Moscow trong việc siết chặt an ninh quốc gia và trấn áp mọi hành vi được cho là phản quốc trong bối cảnh cuộc chiến với Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Một quyết định gây chấn động vừa được tiết lộ từ Moscow. Những người tham gia vào cuộc chiến xâm lược tại Ukraine sẽ được bổ nhiệm làm cố vấn cho lãnh đạo tất cả các đơn vị của tập đoàn hạt nhân Rosatom, bao gồm mọi nhà máy điện nguyên tử của Nga. Động thái này được xem như một bước đi táo bạo của Điện Kremlin trong việc xây dựng tầng lớp tinh hoa mới cho nước Nga. Theo thông tin, người đầu tiên nhận vị trí này là Pavel Yakushev, được vinh danh là anh hùng chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ trở thành cố vấn cho giám đốc tập đoàn Alexei Likhachev. Thông báo này được đưa ra tại một sự kiện nội bộ kín của công ty với nhiệm vụ chính là hỗ trợ gia đình binh sĩ hy sinh, tổ chức hội đồng cựu chiến binh và giáo dục lòng yêu nước. Tuy nhiên, nguồn tin từ trụ sở Rosatom tiết lộ rằng các cố vấn anh hùng này trên thực tế sẽ không có đội ngũ riêng hay cấp dưới, biến họ thành những nhân vật có chức không quyền. Kế hoạch tương tự cũng sẽ được triển khai tại các công ty nhà nước khác, phản ánh mong muốn của Điện Kremlin trong việc đưa cựu chiến binh vào các cơ cấu nhà nước lớn. Đầu năm 2024, Tổng thống Putin đã tuyên bố 600.000 quân nhân đang chiến đấu tại Ukraine sẽ trở thành nền tảng của nhà nước trong tương lai. Theo chỉ đạo của ông, ba cựu chiến binh đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Liên bang Amir Agamakov từ Cộng hòa Altai, Yuri Nimchenko từ Crimea và Alexei Kondratiev từ tỉnh Kursk. Tuy nhiên, việc thích nghi với hệ thống chính trị không hề dễ dàng. Agamakov ban đầu không muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị, nhưng bị Điện Kremlin thuyết phục để chứng minh thang máy xã hội đang hoạt động tốt. Nimchenko, một cựu lính tăng, được phong anh hùng Nga, không có bằng đại học và gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các nghị sĩ khác. Kondratiev, mặc dù có 4 huân chương dũng cảm, được xem như là một quan chức trong môi trường quân sự hơn là chiến binh thực thụ. Theo các chuyên gia, chiến dịch bổ nhiệm này cho thấy nỗ lực của Tổng thống Putin trong việc tạo ra một tầng lớp tinh hoa mới từ những người tham gia chiến dịch quân sự, nhưng cũng phơi bày những thách thức trong việc chuyển đổi từ chiến trường sang ghế quyền lực. Một vụ án tham nhũng chấn động vừa được phơi bày tại Moscow khi Cục Phản gián quân sự FSB bắt giữ cựu trưởng Cục Thông tin Liên lạc Quân đội Nga, Thiếu tướng Alexander Okloplin. Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch thanh trừng quy mô lớn chưa từng có trong Bộ Quốc phòng Nga, diễn ra không lâu trước khi Bộ trưởng Sergei Shoigu từ chức. Okloplin bị bắt sau khi cựu cấp trên của ông, Trung tướng Vadim Samarin, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, khai nhận về việc chia chác khoản hối lộ từ nhà máy điện thoại Perm Telta trong các hợp đồng mua sắm thiết bị thông tin liên lạc đặc biệt. Điều trớ trêu là trước đó chính Okloplin đã làm chứng chống lại Samarin và nhờ đó được giảm án từ 4,5 năm tù xuống còn được tự do sớm. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2023, Samarin đã nhận ít nhất 370.350 USD từ giám đốc, kế toán trưởng của nhà máy Perm để tăng khối lượng và danh mục sản phẩm cũng như bảo trợ chung. Giờ đây, Samarin tiết lộ rằng Okloplin với vai trò trung gian đã nhận 102.805 USD từ khoản hối lộ này. Chiến dịch thanh trừng trong Bộ Quốc phòng Nga đã bắt giữ nhiều quan chức cấp cao. Tháng 4, Thứ trưởng then chốt Timur Ivanov bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ hàng chục triệu USD. Giữa tháng 5, Trung tướng Yuri Kuznetsov, Cục trưởng Cục Nhân sự, bị giam giữ vì cáo buộc nhận hối lộ 313.783 USD dưới hình thức một biệt thự. Theo nguồn tin từ chính phủ Nga, chiến dịch bắt giữ chưa từng có này được thực hiện với sự đồng ý của Điện Kremlin.
các cơ quan tình báo đang muốn đổ lỗi cho quân đội về những thất bại tại Ukraine và giành quyền kiểm soát ngân sách khổng lồ của Bộ Quốc phòng. Dự kiến đến cuối năm, hàng trăm người trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ bị bắt. Danh sách các quan chức bị bắt còn bao gồm Thiếu tướng Vladimir Shisterov, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đổi mới, Đại tá Vyacheslav Akhmedov, Giám đốc Công viên Patriot, Đại tá Vladimir Vitelevsky, Trưởng phòng Đấu thầu Nhà nước và cựu tư lệnh quân đoàn 58 Thiếu tướng Ivan Popov. Cuộc thanh trừng này không chỉ phản ánh tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong quân đội Nga, mà còn cho thấy những xung đột quyền lực đang diễn ra trong nội bộ Moscow, đặc biệt là giữa các cơ quan an ninh và quân đội trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine. Thưa quý vị, theo phân tích mới nhất của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, quân đội Nga đã đạt được thành tích đáng chú ý trong cuộc chiến xâm lược Ukraine khi chiếm được 478 km vuông lãnh thổ trong tháng 10 năm 2024, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Tính đến ngày 27 tháng 10, diện tích lãnh thổ mà quân đội Nga kiểm soát đã vượt xa con số của tháng 8 là 477 km vuông, tháng 9 459 km vuông. Đáng chú ý, hơn 300 km vuông trong số này nằm ở phía tỉnh Donetsk của Ukraine. Hiện tại, lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrovsk vài km. Bên cạnh đó, quân đội Nga tiếp tục mở rộng kiểm soát ở mặt trận phía Bắc, chiếm hơn 40 km vuông gần thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv. Khu vực đã bị Nga chiếm đóng vào đầu cuộc xâm lược, nhưng được Ukraine giành lại trong đợt phản công tháng 9 năm 2022. Theo thống kê, trong năm 2023, quân đội Nga chỉ kiểm soát được 584 km vuông lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, con số này đã vượt 2.660 km vuông. Tính từ khi bắt đầu cuộc chiến ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024, Nga đã chiếm tổng cộng 67.192 km vuông lãnh thổ Ukraine. Cùng với bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014 và các vùng lãnh thổ miền đông Ukraine do các lực lượng ly khai thân Moscow kiểm soát trước cuộc xâm lược tháng 2, Nga hiện kiểm soát 18,2% tổng diện tích Ukraine so với năm 2013. Thiếu tướng Dmitry Machenko của quân đội Ukraine thừa nhận rằng quân đội nước này đang tiếp tục mất vị trí ở tỉnh Donetsk, với Selidovo gần như đã rơi vào tay Nga. Ông cảnh báo, tôi không tiết lộ bí mật quân sự khi nói rằng tuyến phòng thủ của chúng tôi đang sụp đổ. Thật không may, quân Nga đã vào Selidovo và đang củng cố vị trí. Tôi nghĩ trong tương lai gần, họ sẽ bao vây và chiếm hoàn toàn khu vực này, tạo điều kiện cho họ tiến về Pokrovsk. Đây là tình huống rất bất lợi cho chúng tôi. Theo vị tướng này, tình hình hiện tại là hệ quả của việc thiếu đạn dược, vũ khí và quân số, cùng với sự mất cân bằng trong chỉ huy. Julian Rabka, chuyên gia phân tích dữ liệu mở và là nhà phân tích quân sự của tờ Bild, cũng nhận định rằng mặt trận phía nam tỉnh Donetsk đang sụp đổ. Ông cho biết chỉ trong 3 ngày, quân đội Nga đã kiểm soát 8 khu dân cư của Ukraine, bao gồm Bogoyavlenka, Katerinovka, Ismailovka, Alexandropol, Goniak, Sedidovo, Shakhtarskoye và Visnevo. Các chỉ huy Ukraine tại chiến trường đã cảnh báo từ cuối tháng 9 rằng Pokrovsk có thể thất thủ trong vòng 2-3 tháng. Họ cho biết quân đội Nga duy trì ưu thế về số lượng và hỏa lực, liên tục bổ sung quân số thương vong bằng lính hợp đồng mới, với tỷ lệ vượt trội có thể lên đến 8-1 về quân số và 10-1 hoặc cao hơn về hỏa lực pháo binh. Ngoài ra, việc chiếm đóng Selidovo và Goniak có thể mở đường tới Kurakovo, trung tâm phòng thủ then chốt giữ vững mặt trận phía tây nam Donetsk. Các vị trí mới cho phép quân đội Nga bắt đầu tấn công Konstantinov và Andriivka, hai điểm nằm trên nút giao thông quan trọng nối Kurakovo với tỉnh Zaporizhia. Theo tờ Strana, quân đội Nga cũng có thể tiến về phía tây tới biên giới tỉnh Dnipropetrovsk, cách đó 35 km. Trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đang diễn biến ngày càng phức tạp, một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Lugansk đang bị chiếm đóng vào sáng 29 tháng 10, cho thấy khả năng tấn công ngày càng được cải thiện của lực lượng Ukraine. Các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, bao gồm Dialog.ua, đã ghi nhận ít nhất 3 vụ nổ mạnh kèm theo cột khói xám dày đặc bốc lên cao trên bầu trời thành phố, đánh dấu một ngày đầy biến động tại khu vực này.
Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng, các kênh thông tin Ukraine bắt đầu đưa tin về các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự trong khu vực Lugansk. Không lâu sau đó, các phương tiện truyền thông tuyên truyền đã thông báo về hoạt động của hệ thống phòng không Nga trong khu vực thành phố. Khoảng 1 giờ sau báo cáo đầu tiên về các cuộc tấn công, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là từ một điểm tấn công khác. Các bức ảnh cho thấy cột khói xám lớn bốc lên từ hai điểm khác nhau trên bầu trời Lugansk. Các chuyên gia phân tích cho rằng khu vực bị tấn công nằm gần đơn vị quân sự A-0625. Đáng chú ý, sự việc này xảy ra cùng ngày với vụ tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Chechnya. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, Đại học Lực lượng Đặc nhiệm mang tên Putin tại Gudermes đã bị máy bay không người lái tấn công. Theo tuyên bố của Tổng thống Chechnya Kadyrov, vụ tấn công chỉ gây cháy mái nhà và không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào khác. Ông cũng cho biết đã bắt đầu điều tra vụ việc. Đại học này được thành lập vào năm 2013 theo sáng kiến của Kadyrov và mới được đặt tên theo Tổng thống Putin trong năm nay. Theo các nguồn tin từ Nga, cơ sở giáo dục này được tài trợ bởi tỷ phú Anvief, một người đồng hương với Kadyrov. Anvief không chỉ là nhà tài trợ chính của quỹ Ahmad Kadyrov mà còn sở hữu nhiều tòa nhà chọc trời tại các thành phố Grozny, Shali, Agen và Gudermes. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Ukraine đã điều động lữ đoàn 47 được trang bị xe tăng và xe bọc thép của Mỹ đến khu vực Kursk, cho thấy những chuyển động chiến thuật quan trọng trên chiến trường. Những sự kiện này phản ánh tình hình căng thẳng đang leo thang tại các khu vực bị chiếm đóng, đồng thời cho thấy khả năng tấn công ngày càng được cải thiện của các lực lượng Ukraine có thể đe dọa các mục tiêu sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một cú đòn choáng váng vừa được tiết lộ sau cuộc không kích của Israel vào Iran tuần qua. Toàn bộ 4 tổ hợp phòng không S-300 do Nga cung cấp cho Tehran đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một tổn thất nặng nề đối với hệ thống phòng không Iran, đồng thời cho thấy những hạn chế của vũ khí Nga trước các cuộc tấn công hiện đại. Trong cuộc không kích trả đũa vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã triển khai khoảng 100 máy bay chiến đấu nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran. Trong đợt tấn công này, 3 tổ hợp S-300 đã bị phá hủy cùng lúc, trong khi một tổ hợp khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công trước đó. Điều đáng chú ý là mặc dù các hệ thống S-300 này đã kịp đánh chặn được một số hỏa tiễn của Israel, nhưng cuối cùng chúng vẫn không thoát khỏi số phận bị tiêu diệt. Theo các nhà phân tích Oshin, một trong những tổ hợp S-300 bị phá hủy được đặt gần sân bay Tehran, trong khi hai tổ hợp còn lại có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở năng lượng, bao gồm các cơ sở dầu khí. Tuy nhiên, chúng đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Việc mất đi các hệ thống S-300 đã khiến các cơ sở hạ tầng còn lại của Iran được đặt trong tình trạng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong tương lai. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng Nga hiện không thể cung cấp cho Iran các hệ thống phòng không S-400 hiện đại hơn do Moscow đang cần sử dụng chúng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Điều này đặt Iran vào tình thế khó khăn trong việc tìm kiếm giải pháp thay thế để bảo vệ không phận. Sự kiện này không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng không của Iran mà còn gây tổn hại đến uy tín của vũ khí Nga trên trường quốc tế. Đồng thời, nó cũng cho thấy khả năng tấn công chính xác và hiệu quả của quân đội Israel trong việc vô hiệu hóa các hệ thống phòng không tiên tiến. Điều này có thể buộc Iran phải cân nhắc lại chiến lược phòng thủ của mình trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang leo thang. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại dải Gaza, đảng cực hữu Vox của Tây Ban Nha vừa tung ra một đòn mạnh vào cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA. Đảng này không chỉ kêu gọi Liên minh châu Âu-EU lập tức chấm dứt mọi khoản tài trợ cho UNRWA, mà còn yêu cầu đưa tổ chức này vào danh sách khủng bố. Nghị sĩ Quốc hội châu Âu Jean-Martin Frias của đảng Vox đã chính thức đệ trình một văn bản chất vấn lên Nghị viện châu Âu, thúc giục Ủy ban châu Âu thể hiện sự rõ ràng và kiên quyết trong việc giải quyết mối quan hệ được cho là đang tồn tại giữa UNRWA và tổ chức khủng bố Hamas. Trong một thông điệp video gây chấn động, nghị sĩ Martin Frias đã cáo buộc EU gián tiếp nuôi dưỡng môi trường thù địch với Israel thông qua việc tài trợ cho các chương trình giáo dục của UNRWA. Ông nhấn mạnh, thật không thể chấp nhận được khi năm này qua năm khác, EU tiếp tục đổ hàng trăm triệu Mỹ kim vào một tổ chức không những chứa chấp thành viên Hamas mà còn thúc đẩy môi trường thù địch với Israel. Đặc biệt nghiêm trọng, nghị sĩ Martin Frias còn chỉ đích danh một số nhân viên của UNRWA đã tham gia vào cuộc tấn công đẫm máu ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào Israel. Mặc dù UNRWA đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc này, nhưng vấn đề vẫn tiếp tục gây ra những tranh cãi gay gắt trong nội bộ EU.
bất chấp những lời kêu gọi đình chỉ tài trợ, đại diện cấp cao EU Josep Borrell vẫn vừa phê duyệt khoản viện trợ lên tới hơn 88,770 triệu Mỹ Kim cho UNRWA, viện dẫn vai trò quan trọng của tổ chức này trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Yêu cầu của đảng Vox được đưa ra không lâu sau khi Quốc hội Israel Knesset thông qua đạo luật lịch sử ngăn chặn hoạt động của UNRWA tại các khu vực dưới sự kiểm soát của Israel. Đạo luật này không chỉ chấm dứt các dịch vụ của UNRWA tại Đông Jerusalem, Gaza và bờ Tây, mà còn cấm mọi quan chức Israel tiếp xúc với đại diện của tổ chức này. Quyết định của Knesset đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Hoa Kỳ, đồng minh thân cận nhất của Israel. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Thiếu tướng Không quân Pat Ryder bày tỏ sự vô cùng lo ngại về đạo luật này, nhấn mạnh rằng hàng triệu người Palestine đang phụ thuộc vào viện trợ của UNRWA và việc thực thi đạo luật này sẽ gây ra những rủi ro đáng kể cho những người phụ thuộc vào nguồn viện trợ đó. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã gửi thư cảnh báo chính phủ Israel rằng việc thực thi đạo luật này có thể dẫn đến những hậu quả theo luật pháp và chính sách của Mỹ, trong khi các đảng cánh hữu như Vox kêu gọi ngừng viện trợ với lý do các chương trình của UNRWA gián tiếp nuôi dưỡng chủ nghĩa cực đoan, thì nhiều đảng cánh tả và trung dung vẫn ủng hộ tiếp tục tài trợ, nhấn mạnh vai trò của tổ chức này trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục cho người tị nạn Palestine. Đảng Vox cam kết sẽ tiếp tục gây sức ép buộc Ủy ban châu Âu phải chấm dứt nguồn tài trợ này, khẳng định rằng mỗi đồng tiền được phân bổ cho UNRWA là một sự phản bội đối với lợi ích an ninh của châu Âu. Một tuyến đường bí mật đang giúp Nga tiếp cận công nghệ cao phương Tây bất chấp lệnh trừng phạt nghiêm ngặt. Theo điều tra của hãng tin Bloomberg, Ấn Độ đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chip và máy chủ hiện đại cho Moscow, chỉ đứng sau Trung Quốc và Hồng Kông. Cuộc điều tra của Bloomberg đã phát hiện một công ty dược phẩm Ấn Độ tên Shreya đang đóng vai trò then chốt trong việc chuyển các thiết bị công nghệ cao vào Nga. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, Shreya đã xuất khẩu 1.111 máy chủ PowerEdge SE9680 siêu hiện đại của tập đoàn Dell Technologies Hoa Kỳ với tổng trị giá lên đến 300 triệu Mỹ Kim. Đáng chú ý, 998 máy chủ trong số này được trang bị chip H100 của NVIDIA, loại chip chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo và nằm trong danh sách cấm vận của phương Tây. Shreya vốn là một công ty chuyên về dược phẩm từ năm 1995, đã bắt đầu nhập cuộc vào thị trường thiết bị công nghệ từ tháng 9 năm 2022. Đợt xuất khẩu lớn nhất của họ diễn ra vào tháng 8 với 385 máy chủ. Điều đáng nói là phần lớn thiết bị này được sản xuất tại Malaysia theo đơn đặt hàng của Dell International Service India Private Limited, công ty con của Dell tại Ấn Độ. Theo David O'Sullivan, đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu về trừng phạt, dòng chảy hàng hóa bị cấm vận qua Ấn Độ bắt đầu tăng mạnh từ tháng 12/2023. Nguyên nhân sâu xa được cho là do Nga đang gặp khó khăn trong việc sử dụng số tiền rupee khổng lồ từ việc bán dầu cho Ấn Độ. Năm 2023, trong khi Nga chỉ mua 5 tỷ Mỹ Kim hàng hóa từ Ấn Độ, thì đã bán cho nước này tới 67 tỷ Mỹ Kim, chủ yếu là nguyên liệu thô. Tình hình đã khiến phương Tây lo ngại. Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và EU đã nhiều lần tới New Delhi để thuyết phục chính phủ Ấn Độ ngăn chặn hoạt động này. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo thậm chí đã gửi thư cảnh báo Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ về nguy cơ các ngân hàng nước ngoài có thể bị trừng phạt nếu tiếp tục hỗ trợ các giao dịch này. Shreya hiện đang hợp tác với nhiều đối tác Nga, trong đó có công ty Mangen, một doanh nghiệp được thành lập vào tháng 1 năm 2023, chuyên nhập khẩu và buôn bán thiết bị máy tính. Đáng chú ý, Mangen được tài trợ bởi Bromvias Bank, ngân hàng được cho là có liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Mặc dù chính phủ Ấn Độ tuyên bố đã xem xét thông tin từ Washington và thực hiện các biện pháp cần thiết, nhưng một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết New Delhi vẫn chưa có phản hồi đáng kể trước những lời kêu gọi của Washington. Trong khi đó, Shreya vẫn chưa bị đưa vào danh sách đen của Hoa Kỳ và dòng chảy công nghệ cao vào Nga vẫn tiếp tục diễn ra. Một động thái đáng chú ý vừa được Cơ quan Vệ binh Quốc gia Nga Rosgvardia công bố. Những công dân sở hữu vũ khí sẽ được miễn trừ trách nhiệm hành chính nếu họ tự nguyện giao nộp vũ khí để phục vụ chiến tranh tại Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang ráo riết tìm kiếm nguồn vũ khí bổ sung cho chiến trường. Theo chính sách mới, những vi phạm như đăng ký muộn hoặc tái đăng ký vũ khí quá hạn vốn có thể phạt tới 31 Mỹ Kim đối với cá nhân và 51,5 Mỹ Kim đối với tổ chức sẽ được bỏ qua nếu chủ sở hữu tự nguyện giao nộp vũ khí. Điều kiện duy nhất là những vi phạm này không gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào tháng 8 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật cho phép Rosgvardia chuyển những vũ khí dân sự bị tịch thu hoặc được giao nộp ra tiền tuyến Ukraine. Theo Alexander Kinstein, một trong những tác giả của dự luật và cũng là đại biểu Duma quốc gia, sáng kiến này sẽ giúp tiết kiệm ngân sách quốc gia thay vì phải tiêu tốn chi phí để tiêu hủy số vũ khí tịch thu như trước đây. Thống kê cho thấy, tính đến đầu năm 2024, trong các kho của Bộ Nội vụ Rosgvardia có hơn 250.000 đơn vị vũ khí, trong đó 70.000 đơn vị đang chờ tiêu hủy. Đầu tháng 10, Kinstein tiết lộ rằng các loại súng trơn nòng đa năng, súng trường và các loại súng các pin các cỡ đang là những vũ khí được nhu cầu cao nhất tại chiến trường. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại đang nổi lên. Bộ Nội vụ Nga ghi nhận sự gia tăng đột biến các vụ phạm tội liên quan đến buôn bán vũ khí bất hợp pháp từ vùng chiến sự Ukraine. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, số vụ vi phạm đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, với 4.235 vụ được phát hiện. Theo nguồn tin của báo Izvestia từ các cơ quan thực thi pháp luật, các đường dây buôn lậu vũ khí thường đi qua tỉnh Rostov, sau đó len lỏi vào các nước Cộng hòa Bắc Cáucasus. Một tuyến đường khác xuất phát từ tỉnh Zaporizhia đến bán đảo Crimea, rồi cũng hướng về khu vực Cáucasus. Điều đáng ngại là người mua vũ khí không phải là tội phạm chuyên nghiệp, mà chủ yếu là công dân bình thường có lý lịch tương đối trong sạch. Họ mua vũ khí để dự phòng và cất giấu, với lý do lo ngại về tình hình bất ổn và muốn bảo vệ bản thân. Việc mua bán thường diễn ra qua giới thiệu của người quen, hiếm khi thông qua các cửa hàng trên mạng vì ngại bị lừa đảo. Một động thái bất ngờ vừa xuất hiện trong cuộc chiến Ukraine khi gần 200 cựu binh đào tẩu từ Triều Tiên đã tình nguyện tham gia chiến dịch chiến tranh tâm lý chống lại các đồng hương cũ của họ. Đây là những người từng phục vụ trong quân đội Triều Tiên từ 7 đến 10 năm, nay đang sẵn sàng chia sẻ kiến thức sâu sắc về chiến thuật và chiến lược của Bình Nhưỡng. Chúng tôi là những cựu chiến binh hiểu rõ văn hóa quân sự và tâm lý của Triều Tiên hơn bất kỳ ai. Anh Chan Yu, một người đào tẩu 69 tuổi, chia sẻ. Ông đã trốn thoát khỏi Triều Tiên vào năm 1979 khi đang làm nhiệm vụ canh gác sau khi bị ảnh hưởng bởi các chương trình phát thanh từ loa phóng thanh của Hàn Quốc. Nhóm người đào tẩu này dự định sẽ tiến hành chiến tranh tâm lý tại tiền tuyến thông qua việc phát thanh qua loa, rải truyền đơn và làm phiên dịch. Lee Minbok, một người đào tẩu khác, đã gửi thư đến chính phủ Ukraine thông qua đại sứ quán tại Seoul, nhấn mạnh binh lính Triều Tiên đang ở đó như lính đánh thuê, nhưng chúng tôi sẽ đến như những tình nguyện viên mang thiện chí. Chỉ cần sự hiện diện của chúng tôi cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của quân đội Triều Tiên. Lee, người đã trốn thoát qua Trung Quốc và Nga vào năm 1995, là một trong số hơn 30.000 người đã đào tẩu khỏi Triều Tiên. Nhiều người trong số họ đã ủng hộ sáng kiến này, mặc dù Bộ Ngoại giao Ukraine vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố Seoul đang xem xét cung cấp trực tiếp vũ khí sát thương cho Ukraine để đáp trả việc Triều Tiên điều quân sang Nga. Tổng thư ký NATO cũng đã lên tiếng về sự hiện diện của binh lính Triều Tiên trên lãnh thổ Nga, trong khi báo chí phương Tây tiết lộ 3 vấn đề chính mà những binh sĩ này đang phải đối mặt. Sáng kiến độc đáo này có thể mở ra một chiến lược mới trong cuộc chiến, khi những người am hiểu nhất về tâm lý và văn hóa quân sự Triều Tiên có thể trực tiếp tác động đến tinh thần của đối phương. Một cuộc cách mạng quân sự đang âm thầm diễn ra khi Hàn Quốc chuẩn bị trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vũ khí laser trong lực lượng vũ trang. Dự án Star Wars tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim ảnh, giờ đây đang trở thành hiện thực với công nghệ có thể tiêu diệt mục tiêu trong vài giây với chi phí cực kỳ thấp. Theo công bố từ Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng DAPA Hàn Quốc, loại vũ khí này được phát triển cùng với Hanwha Aerospace, có khả năng tiêu diệt hiệu quả nhiều loại mục tiêu từ UAV đến hỏa tiễn và thậm chí các công trình lớn. Đặc biệt với chi phí chỉ 1,45 USD mỗi lần bắn, đây được xem là bước đột phá trong việc tiết kiệm ngân sách quốc phòng. Sự ra đời của vũ khí laser một phần xuất phát từ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong cuộc đối đầu với UAV Triều Tiên năm 2017. Khi đó, Seoul phải triển khai máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để đối phó với 5 UAV xâm nhập, cho thấy sự cần thiết của một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm hơn. Sau sự kiện này, cả hai miền Triều Tiên đều bị cáo buộc gửi máy bay không người lái vào không phận của nhau, càng thúc đẩy nhu cầu phát triển công nghệ phòng thủ tiên tiến. Không chỉ Hàn Quốc, cuộc đua phát triển vũ khí laser đang nóng lên toàn cầu. Israel đã đầu tư 200 triệu Mỹ Kim vào hệ thống Iron Beam với laser công suất 100 kW, dự kiến hoạt động từ năm 2025. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt để bảo vệ chống lại đạn súng cối, hỏa tiễn và UAV cỡ nhỏ, đồng thời hỗ trợ các hệ thống phòng không lớn hơn như Iron Dome.
Đáng chú ý, Rafael Advanced Defense System còn đang phát triển phiên bản di động Iron Beam M gắn trên xe tải với công suất 50 kW, dự kiến triển khai trong 18 tháng tới. Trong khi đó, Anh Quốc cũng đang đẩy mạnh dự án Dragonfire với kế hoạch triển khai từ năm 2027. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Maria Eagle khẳng định cam kết đầu tư liên tục vào công nghệ vũ khí năng lượng định hướng có chủ quyền DEW nhằm nâng cao năng lực chiến đấu cho quân đội Anh. Các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc cũng đang tích cực phát triển loại vũ khí này. Ưu điểm vượt trội của vũ khí laser là khả năng tấn công chính xác với tốc độ ánh sáng mà không gây thiệt hại cho khu vực xung quanh. Điều này cho phép triển khai chúng ngay cả ở những khu vực nhạy cảm hoặc đông dân cư, tạo nên một cuộc cách mạng trong cách thức tác chiến hiện đại. DARPA thậm chí còn có kế hoạch mở rộng phạm vi của tia laser vào không gian, cho thấy tham vọng của Hàn Quốc trong việc dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ quân sự này. Với những bước tiến như vậy, Star Wars không còn là viễn tưởng mà đang dần trở thành hiện thực trên chiến trường tương lai, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển vũ khí của nhân loại. Trong bối cảnh tình hình chiến sự Ukraine ngày càng căng thẳng với ưu thế áp đảo của Nga về quân số và vũ khí, mục tiêu và nhiệm vụ của Kyiv cùng các đồng minh phương Tây đang có những thay đổi đáng kể. Thay vì kỳ vọng giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, ưu tiên hiện tại là ngăn chặn Nga mở rộng thêm địa bàn kiểm soát. Như The Saigon Post đã đề cập ở trên, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 được ghi nhận là thời kỳ thành công nhất của quân đội Nga kể từ năm đầu tiên của cuộc chiến. Với tốc độ chiếm đóng đạt 460 đến 480 km vuông mỗi tháng, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình hình thiếu hụt nghiêm trọng cả về nhân lực, đặc biệt là binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu, lẫn trang thiết bị và đạn dược mà các đồng minh không thể cung cấp đủ. Theo The Economist, các chuyên gia quân sự Mỹ, những người hỗ trợ Kyiv lên kế hoạch chiến dịch, cho biết tham vọng đầu năm 2023 về việc Ukraine có thể giành lại lãnh thổ bị chiếm hoặc buộc Vladimir Putin đàm phán sau cuộc tấn công mạnh mẽ và thành công đã nhường chỗ cho mục tiêu cấp bách hơn, ngăn Ukraine thất bại. Hiện tại, chúng tôi ngày càng tập trung vào việc làm thế nào để Ukraine có thể tồn tại, một quan chức Ngũ Giác Đài chia sẻ. Tình hình càng trở nên phức tạp khi chỉ huy quân đội Nga không ngần ngại hy sinh binh sĩ để chiếm từng ngôi làng, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây vẫn thua kém Nga. Mặc dù Liên minh châu Âu đã nâng công suất sản xuất đạn pháo lên 1 triệu viên mỗi năm, Nga vẫn sản xuất gấp 3 lần và còn nhận thêm hàng triệu viên từ Triều Tiên. Ngoài ra, Triều Tiên còn cung cấp hỏa tiễn và binh lính, trong khi Iran hỗ trợ máy bay không người lái và hỏa tiễn. Theo một nguồn tin thân cận với chương trình viện trợ quân sự Mỹ, mặc dù quyết định gần đây cấp 800 triệu Mỹ Kim cho Ukraine tự sản xuất máy bay không người lái là đáng hoan nghênh, nhưng chúng tôi không thể cung cấp nhiều hơn mà không đặt mình vào rủi ro nghiêm trọng ở những nơi khác như Trung Đông và châu Á, nơi Mỹ phải hỗ trợ Israel và đối phó với sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhiều nhà ngoại giao và phân tích gia cho rằng, kết cục có thể xảy ra trong tương lai gần là một thỏa thuận tạm thời đóng băng xung đột dọc theo một ranh giới chưa xác định. Theo Camille Ren, cựu trợ lý Tổng thư ký NATO, chúng tôi ngày càng nghe nhiều ý kiến từ Washington và châu Âu rằng Kyiv không nên kỳ vọng lấy lại 100% lãnh thổ của mình và người Ukraine bắt đầu nhận ra điều này. Một phi công điều khiển máy bay không người lái thuộc lữ đoàn 57 với biệt hiệu Frigat than thở với New York Times rằng quân đội Ukraine không thể chiến thắng chỉ với xẻng và súng trường, nên tốt hơn hết là đóng băng chiến tuyến hiện tại. Trong khi đó, tình nguyện viên Yevgeny Tuzov, người giúp di tản cư dân khỏi Pokrovsk bị bao vây, cho rằng phương Tây chỉ muốn làm suy yếu Nga chứ không thực sự muốn giúp Ukraine chiến thắng. Có thể sắp tới sẽ không còn ai sử dụng vũ khí họ cung cấp cho chúng tôi, bởi tất cả những gì các đồng minh phương Tây muốn là chúng tôi chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Trong một diễn biến đáng lo ngại trên chiến trường Ukraine, Thiếu tướng Dmitry Machenko của quân đội Ukraine VSU đã chính thức thừa nhận tình trạng sụp đổ của tuyến phòng thủ tại khu vực Donbass. Tình hình này được đánh giá là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà quân đội Ukraine phải đối mặt kể từ đầu cuộc xung đột. Tôi không tiết lộ bí mật quân sự khi nói rằng mặt trận của chúng tôi đang sụp đổ, tướng Machenko tuyên bố. Thật không may, quân Nga đã tiến vào Selidovo và đang củng cố vị trí. Tôi dự đoán trong tương lai gần, họ sẽ bao vây và chiếm hoàn toàn khu vực này, tạo điều kiện cho một bước tiến chiến thuật về phía Pokrovsk. Đây là tình huống cực kỳ bất lợi cho chúng tôi. Theo vị tướng này, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này bao gồm sự thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược, vũ khí và nhân lực. Không có quân tiếp viện, binh sĩ đã kiệt sức, họ không thể duy trì phòng thủ trên các mặt trận hiện tại. Ông nhấn mạnh,
Ngoài ra, sự mất cân bằng trong chỉ huy cũng được xác định là một yếu tố quan trọng góp phần vào tình trạng hiện tại. Julian Rapka, chuyên gia phân tích dữ liệu mở và là nhà phân tích quân sự của tờ Bill, cũng xác nhận rằng mặt trận phía nam tỉnh Donetsk đang tan rã. Theo ông, chỉ trong 3 ngày, quân đội Nga đã kiểm soát 8 khu dân cư, gồm Bogoyavlenka, Katerinovka, Imaslavka, Alexandropol, Goniak, Selidovo, Shaktorskoye và Visnevo. VSU đang mất từ 2 đến 5 km mỗi ngày, và với tốc độ này, Nga có thể mất khoảng nửa năm để tiến đến tỉnh Dnipropetrovsk. Theo dự án Ocean Deep State liên kết với Bộ Quốc phòng Ukraine, trong tuần qua, quân đội Nga đã chiếm gần 200 km², một kỷ lục tuần trong năm 2024. Các lực lượng Nga đang tiến công đồng thời trên ba hướng, khu vực Svatovo 38,25 km², gần Bokrovsk 63,27 km² và gần Vuleda 94,61 km². Đặc biệt quan trọng là việc mất Selidovo, một thành phố cách Donetsk 40 km về phía tây nam với dân số tiền chiến khoảng 20.000 người. Việc chiếm được thành phố này sẽ cho phép quân đội Nga củng cố sườn trước khi tấn công Bokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở phía tây tỉnh Donetsk. Các chỉ huy Ukraine tại địa phương đã cảnh báo rằng Bokrovsk có thể thất thủ trong vòng 2-3 tháng tới, với tỷ lệ quân số chênh lệch có thể lên đến 8-1 và hỏa lực pháo binh 11 nghiêng về phía Nga. Trước tình hình này, Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3, đã kêu gọi chuẩn bị phòng thủ cho tỉnh Dnipropetrovsk ngay lập tức. Đồng thời, Ivan Fedorov, người đứng đầu chính quyền tỉnh Zaporizhia, thông báo việc hoàn thành xây dựng tuyến phòng thủ thứ 2 và thứ 3 trong khu vực. Một thông điệp sấm sét vừa được phát đi từ Jerusalem khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant công khai đe dọa tính mạng tân thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ngay trên mạng xã hội. Bức ảnh đen trắng của Qassem được đăng tải kèm theo một thông điệp đầy ẩn ý bằng tiếng Hebrew. Đây chỉ là việc bổ nhiệm tạm thời, ông ta sẽ không tại vị lâu, và bắt đầu đếm ngược. Động thái táo bạo này không chỉ là lời tuyên chiến trực diện với lãnh đạo Hezbollah, mà còn đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột đang ngày càng phức tạp tại Trung Đông. Bộ trưởng Gallant đăng các bài viết sau khi Hezbollah thông báo bổ nhiệm ông Qassem làm thủ lĩnh mới của nhóm này thay cho ông Hassan Nasrallah, người chết trong trận không kích của Israel ngày 27 tháng 9. Ông Qassem sinh năm 1953, từng giữ chức phó thủ lĩnh Hezbollah từ năm 1991. Trong chuyến thăm bộ chỉ huy của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở miền Bắc nước này, cùng ngày, ông Gallant tuyên bố Israel đã phá hủy phần lớn kho đạn và rocket của Hezbollah. Tôi ước tính Hezbollah chỉ còn lại khoảng 20% lượng đạn pháo và rocket. Họ không còn có thể nã hàng loạt nữa, ông nói. Bộ trưởng Gallant cho biết hàng chục nghìn binh sĩ Israel đã đẩy lùi thành công các thành viên Hezbollah khỏi tất cả ngôi làng dọc theo biên giới và phá hủy mọi cơ sở của họ tại đây. Những điều này tạo ra thực tế khác ở Liban và cả khu vực, ông nói. IDF cho biết Hezbollah ngày 29 tháng 10 nã khoảng 60 quả đạn vào Israel trong những tuần trước. Hezbollah mỗi ngày phóng khoảng 180 đến 200 rocket vào lãnh thổ Israel. Giới chuyên gia ước tính Hezbollah sở hữu khoảng 150.000 quả rocket trước khi bắt đầu tập kích miền Bắc Israel vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah còn có một số hỏa tiễn đạn đạo, chống tăng, diệt hạm và phòng không có khả năng nhắm chính xác vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Israel. Hezbollah tuyên bố các vụ tập kích nhằm vào miền Bắc Israel là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Xung đột gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh Hassan Nasrallah, và mở chiến dịch trên bộ vào miền Nam Liban. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục nã pháo, phóng rocket, hỏa tiễn vào miền Bắc Israel và giao tranh với bộ binh nước này gần biên giới. Nhóm tuyên bố IDF chưa kiểm soát được bất cứ ngôi làng nào ở Liban sau nhiều tuần giao tranh. Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, cho biết ngày 29 tháng 10 rằng một quả rocket đã lao vào sở chỉ huy của họ ở Nakhira phía nam Liban, gần biên giới với Israel. Vụ nổ gây cháy một cơ sở bảo dưỡng xe tại căn cứ Nakhira. UNIFIL xác định quả rocket xuất phát từ phía bắc căn cứ và nghi ngờ Hezbollah hoặc các nhóm vũ trang đồng minh có thể đứng sau vụ tấn công này.
UNIFIL đã nhấn mạnh rằng Hezbollah và các nhóm vũ trang khác cần bảo đảm an toàn cho lực lượng Liên Hợp Quốc theo các quy định quốc tế về bảo vệ nhân viên gìn giữ hòa bình. UNIFIL không nói rõ bao nhiêu binh sĩ bị thương trong sự việc. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Áo, 8 binh sĩ Áo thuộc UNIFIL đã bị thương nhẹ do vụ nổ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại biên giới Israel-Liban gia tăng, đặc biệt từ cuối tháng 9, khi xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang. Cả Hezbollah và Israel đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Mặc dù quân đội Israel IDF từng chỉ trích UNIFIL vì không bảo đảm an toàn trước các cuộc tấn công từ Hezbollah. Đây là lần đầu UNIFIL nghi ngờ Hezbollah chịu trách nhiệm cho một vụ tập kích nhằm vào cơ sở ở Liban. Trong khi đó, phía UNIFIL trước đây đã nhiều lần cáo buộc IDF xâm phạm lãnh thổ Liban. UNIFIL được thành lập vào năm 1978 sau khi Israel tấn công Liban để đáp trả một vụ tấn công từ các chiến binh Palestine. Theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2006, UNIFIL phối hợp với quân đội Liban nhằm giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah sau cuộc chiến kéo dài gần một tháng. Hiện tại, UNIFIL có khoảng 10.000 binh sĩ đến từ 48 quốc gia với nhiệm vụ duy trì hòa bình và ngăn chặn các hành động xung đột tại khu vực biên giới phía nam Liban. Việc UNIFIL nghi ngờ Hezbollah đứng sau vụ tấn công là điều chưa từng có trước đây, phản ánh sự phức tạp của tình hình an ninh hiện nay. Xung đột giữa các bên tiếp tục gia tăng và vụ nổ này có thể là dấu hiệu của nguy cơ bùng phát xung đột lớn hơn tại khu vực biên giới Liban, Israel. Trong bối cảnh tình hình mặt trận đang nguy cấp, theo tiết lộ mới nhất từ The New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gây bất ngờ khi đề xuất một kế hoạch táo bạo trong cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden, yêu cầu được trang bị hỏa tiễn Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500 km nhằm tạo ra năng lực răn đe phi hạt nhân đối với Nga. Đề xuất này nằm trong phần mật của kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Zelensky đã trình bày với Tổng thống Biden và các đồng minh phương Tây trong chuyến thăm Mỹ nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Tuy nhiên, Washington đã có phản ứng khá lạnh nhạt, thậm chí một số quan chức Mỹ còn bày tỏ sự khó chịu về tính thiếu thực tế của kế hoạch này, vốn phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ từ phương Tây. Hỏa tiễn hành trình Tomahawk với các phiên bản chiến lược nhắm vào mục tiêu mặt đất và chiến thuật chống hạm có tầm bắn vượt trội gấp hơn 7 lần so với hỏa tiễn ATACMS mà Kyiv đã nhận được từ Mỹ trong năm nay. Đáng chú ý, theo các quan chức cấp cao Mỹ, số lượng ATACMS được cung cấp cho Ukraine cũng đã rất hạn chế. Đô đốc Nikolai F. Menov, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, từng cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Krasnaya Zvezda vào tháng 1 rằng tàu chiến hải quân Mỹ mang Tomahawk là một trong những mối đe dọa an ninh quốc gia của Nga, có khả năng thực hiện các đòn tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu trên phần lớn lãnh thổ Nga. Mặc dù Mỹ đã đồng ý với Đức về việc triển khai tạm thời Tomahawk trên lãnh thổ Đức từ năm 2026 để răn đe Nga, nhưng theo nguồn tin từ New York Times, yêu cầu của Ukraine về loại hỏa tiễn này là hoàn toàn không thể thực hiện được. Tổng thống Zelensky đã hy vọng Washington sẽ cuối cùng nhượng bộ về việc cho phép sử dụng hỏa tiễn ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh sử dụng công nghệ Mỹ để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Ông nhắc lại rằng các cuộc tranh luận về việc cung cấp vũ khí quan trọng như hỏa tiễn Patriot, xe tăng hiện đại, máy bay chiến đấu F-16 đều theo một kịch bản. Ban đầu các nước phương Tây từ chối, sau đó dần dần nhượng bộ và cuối cùng đồng ý. Tuy nhiên, theo 4 quan chức Mỹ chia sẻ với New York Times, Tổng thống Ukraine đã choáng váng khi Biden vẫn không chấp thuận yêu cầu này trong cuộc gặp tháng 9. Họ cho biết Ukraine chưa đưa ra được những lý lẽ thuyết phục cho Washington. Cụ thể, danh sách các mục tiêu ở Nga vượt xa số lượng hỏa tiễn mà Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào có thể cung cấp mà không ảnh hưởng đến kho dự trữ cần thiết cho các tình huống tiềm tàng ở Trung Đông và châu Á. Văn phòng của Tổng thống Zelensky đã xác nhận thông tin này. Cố vấn Tổng thống Dmitry Litvin nhấn mạnh Ukraine đã nhiều lần giải thích lý do cần hỏa tiễn tầm xa. Tất cả chi tiết, danh sách mục tiêu và lập luận đã được cung cấp cho phía Mỹ. Đáng tiếc là vẫn chưa có quyết định chính trị nào được đưa ra. Một chiến thắng quan trọng vừa được lực lượng phòng vệ Israel công bố khi họ tuyên bố đã thực hiện thành công chiến dịch bất ngờ nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza. Đòn tấn công táo bạo này không chỉ khiến Hamas bị bất ngờ hoàn toàn mà còn buộc hàng chục phần tử khủng bố phải đầu hàng. Một diễn biến hiếm thấy cho thấy tinh thần chiến đấu của tổ chức này đang suy giảm nghiêm trọng. Theo thông tin từ IDF, 3 lữ đoàn gồm 460, Givati và 401
đã phối hợp bao vây khu vực Jabalia, nơi được xem là một trong những pháo đài cuối cùng của Hamas ở khu vực phía bắc Gaza. Chỉ trong một đêm, quân đội Israel đã hoàn tất việc bao vây, tạo nên một cú sốc lớn đối với các phần tử khủng bố đang cố thủ trong khu vực này. Đặc biệt ấn tượng, lữ đoàn 460 đã tiếp cận được các trường học và nơi trú ẩn, giúp di tản thành công 5.000 dân thường trong ngày đầu tiên. Ngày hôm sau, con số này tăng thêm 20.000 người, cho thấy rào cản sợ hãi của người dân đã bị phá vỡ. Tổng cộng đã có 50.000 cư dân được di tản khỏi vùng chiến sự. Trong diễn biến đáng chú ý, khoảng 60 phần tử Hamas đã đầu hàng cùng lúc, trong khi hàng trăm tên khác bị tiêu diệt tại trại tị nạn. IDF cũng đã bao vây bệnh viện Kamal Adwan, địa điểm cuối cùng mà Hamas có thể hoạt động tại Jabalia. Lực lượng đặc nhiệm hải quân Shayatet 13 đã đột nhập vào bệnh viện và bắt giữ thêm 60 phần tử khủng bố đang ẩn náu trong các khu bệnh nhân và sử dụng bệnh nhân làm lá chắn sống. Đáng chú ý, ít nhất một kẻ bị bắt giữ đã cải trang thành nhân viên y tế và sau đó bị phát hiện đã tham gia vào vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Quyết định tấn công bệnh viện được đưa ra sau khi tình báo xác nhận nơi này đang được Hamas sử dụng làm trung tâm chỉ huy với hàng chục phần tử khủng bố trú ẩn. IDF nhận định rằng chiến thuật của Hamas tại Jabalia đã thay đổi với việc gia tăng sử dụng chất nổ và chiến tranh du kích. Tuy nhiên, các đơn vị hiện tại của họ không còn mạnh như những tiểu đoàn và đại đội trong các cuộc giao tranh trước đây. Họ đang trên bờ vực sụp đổ, khả năng chiến đấu của họ đã giảm đáng kể. Chúng tôi chưa từng thấy 60 phần tử khủng bố đầu hàng, một quan chức IDF nhận định, cho thấy dấu hiệu rõ ràng về sự suy yếu của lực lượng Hamas. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Sài Gòn Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.